ở Hải Hậu, Nam Định. Chính vì vậy, Thịnh Long là một điểm đến cuốn hút du khách. Tọa lạc ngay cạnh bãi biển đẹp Thịnh Long, nhà nghỉ Hoàng Anh sẽ là nơi dừng chân lý tưởng cho du khách khi muốn khám phá thiên nhiên và con người của Thịnh Long. Nhà nghỉ Hoàng Anh với 30 phòng nghỉ bố trí linh hoạt từ 2 đến 4 giường. Tất cả các phòng nghỉ khép kín có điều hòa nhiệt độ, tắm nóng lạnh, wifi, TV truyền hình cáp, tủ lạnh. Các phòng nghỉ hướng ra biển để du khách tận hưởng hương vị mặn mòi của biển, ngắm nhìn bình minh hay đón hoàng hôn chiều tà. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến những dịch vụ tốt nhất dành cho du khách khi đến với nhà nghỉ Hoàng Anh. Bên cạnh khu phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhà nghỉ còn có các khu dịch vụ bổ trợ khác như phòng ăn được bố trí ngay tầng trệt, rất tiện lợi cho du khách vừa thưởng thức nghệ thuật ẩm thực, vừa cảm nhận hương vị của gió biển. Để đảm bảo và tạo sự an tâm cho du khách khi đến với Hoàng Anh, nhà nghỉ có bãi đỗ xe rộng rãi, an ninh đảm bảo. Đến với nhà nghỉ Hoàng Anh, bạn không chỉ được tận hưởng không khí biển mát mẻ, những bãi tắm trong vắt, mà còn được đắm chìm trong những món ăn hải sản tuyệt ngon như tôm rang me, cua biển hấp, mực nướng tiêu, cá vược hấp xả, cá thu xốp và rất nhiều các món ăn khác mang đậm hương vị nơi đây. Với trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, sạch sẽ, an toàn, đội ngũ nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp và phục vụ nhiệt tình, chu đáo sẽ mang đến cho quý khách cảm nhận thân thiện, vui vẻ, thoải mái với các dịch vụ hoàn hảo. Lựa chọn nhà nghỉ Hoàng Anh là sự đảm bảo an toàn, thoải mái về nghỉ dưỡng và các sinh hoạt cá nhân để quý khách có thể thả lỏng tham quan, thưởng ngoạn các thắng cảnh, giúp quý khách hoàn thành các công việc và đạt được hiệu quả cho mục đích của chuyến đi khi đến với biển Thịnh Long với chi phí hợp lý nhất. Nhà nghỉ được thiết kế hoàn hảo, bao bọc toàn khu cùng các dịch vụ tiêu chuẩn sẽ tạo cho quý khách một kỳ nghỉ dưỡng du lịch trọn vẹn, vui vẻ và thoải mái. Cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách khi nghỉ mát hay đi làm việc. Biết tại sao các bạn chọn bãi biển Thịnh Long là điểm đến của mình không? Bởi vì bãi biển Thịnh Long rất là đẹp và bãi biển dài và sạch sẽ. Tuy là bọn em đến đây với lần đầu tiên và trải qua 2 ngày đã sinh sống ở đây thì cảm thấy là nhà nghỉ này phục vụ nhân viên cũng rất là nhiệt tình. Phòng ốc thì rất là sạch sẽ và đặc biệt là các món ăn thì về hải sản thì rất là ngon ạ. Mỗi một năm thì câu lạc bộ em có tổ chức đi du lịch một lần và dĩ nhiên là mùa hè năm sau chắc chắn bọn em sẽ đến đây ạ. Rồi, xin chúng tôi cảm ơn bạn. Hãy đến với Thịnh Long và hãy đến với nhà nghỉ Hoàng Anh để chúng tôi phục vụ bạn. Hoàng Anh, số 46.
46 khu du lịch Thịnh Long, điện thoại 0987 488 833.